Ý thức không xây về nhà cũng không làm được, tài hóa cũng không làm được, cái chậm tầm này đông khé, đông ăn cho nó. Má nổi cô ơi. Vâng, cháu tí ăn sao ạ? Ăn cơm á. Ăn gì đấy? Ăn gì được? Nó ăn đâu ấy? Không hoàn cộng thế biết đâu cái tiền này chưa xong hay mà tập về bây giờ quay lại và kia đâu ấy và tôi tao gọi bác sĩ xuống làm cho nó chữa đi ạ tư mười tuổi đấy ra đi ăn xong rồi tôi để tôi lấy tiền đi ăn đi. Ôi ơi, còn muốn ăn 15 rồi đấy. Đang hết tiền đấy này. Quyết tiền à? Đang hết tiền, đang định ăn hết 15 nghìn. Mình ăn có sức làm ra tiền đi bác. Không ăn được hết nào mà làm ra tiền. Chị ơi, đây thôi. Bị trẻ nó mà like làm phim
Ha.